ba gọi nè, nó quyết nè, rất là đầy đủ. Mà muốn làm này là tới luôn á Phú. Ừ. Đó, có quyết nữa nha. Chút xíu mình sẽ ăn với gao rồi mình bỏ cái gao vô. Chào cả nhà nha. Hôm nay hàng với anh Tâm, với Phú, với Phương đi chợ nữa. Nay mua đồ về nấu bún nước leo. Quá trời, bữa nay cà phê. Cà phê. Cà bớt. Hay mua của em gái này bán rẻ lắm nè. Rồi. Cái này là chuối sáp. Chuối sáp này chắc của nhà tên em ra nè. Rồi. À, vú sữa này bán sao vậy? Hả? 15 ngàn ký hả? Mua vú sữa ơi, Phú đâu rồi, lựa vú sữa ơi. Mua vú sữa cả nhà ơi. Sữa ngon quá trời ngon luôn nè. Wow, ngon quá. Ồ, con nó nứt hết trơn rồi nè. Chúng em mời tiếp nhận qua 1 2 3 4. Bà cô biết chị bên kia thân có ngày xuất trận trời ơi, bánh già lợn cả nhà. Mua ít trái cây chút sữa nha. Mua nấm với rau, miếng thịt heo nữa. Quyết kìa. Bữa nay mua bà có quyết nha. Phương nó nói ổng có quyết rồi nó không chịu ăn á. Đây hết quyết luôn. Thịt heo. Là chợ thịt. Nguyên cái chợ bên này là chợ thịt. Nguyên cái khu bên này là chợ thịt nè cả nhà. Nguyên cái khu bên này là chợ thịt. Đây. Còn bên kia là chợ cá. Nguyên khu bên kia là chợ cá. Nãy hàng đi qua chợ cá xong mà qua chợ thịt. Giờ đi qua chỗ chợ rau cải. Lấy ký mắm bùa hốc á. Mắm lấy cho 1 kg là mắm bùa hốc với nửa ký mắm cá linh. Mình đi hả? Mình cứ đi đâu lâu quá không? Ít đi chợ. Dạ. Làm hết cứ đi chợ hoài đó. Dạ. Chị bán sả bằm cho em 3.000 thôi. Mắm này mắm bùa hốc cả nhà. Dạ. Mua ký về xài nhiêu xài còn nhiêu để lại à, để dành. Cái này ký nhiêu anh? Mày ký 100 ngàn. À, 1 ký mắm bùa hốc 100 ngàn. Để nấu canh súp lo. Còn mắm cá linh anh ký nhiêu anh? Lấy cho em nửa ký đi. Này à, tỏi xay, ớt xay, tỏi bằm. Cái này cà pháo à? Thôi lấy cho em ít cà pháo đi. Anh Tâm thích ăn cà pháo. Mua cà pháo. Giữ giá này quá trời ha. Không,
tại lu bu tối ngày. Quá trời cái tao này ngon này. Này là mắm ăn thịt nó gọi luộc. Này dưa mắm, dưa mắm trộn. Này dưa chuột. Mắm cá linh. Mắm cá lóc. Mắm bù hốc. Rồi tính tiền hết cho em ấy. À lấy cho em 3.000 xả. À 3.000 xả băm. Dạ. Cho miếng ớt vô. Này là mắm tép. Mắm cá sặc. Mắm cá cơm rồi mắm này mắm mắm cá gì, cá chèn. À, còn mấy hũ bên kia nữa. Mắm sợi rinh, mắm sợi rinh này là của người Khmer hay làm đúng không? Người Khmer bây giờ là người Việt làm á. Ừ. Cái này là con tép lông ruộng của mình á. Mắm sợi rinh đó là tép lông. Bún, 5 kg à? 5 kg bún á. Mấy người ăn cái 5 kg vậy? Tại thường nhà mà mua 3 kg là qua lọt là hết không đủ. Mua gì gì à, coi ông Phương nằm mà bán hàng bông luôn cả nhà ơi, mệt quá đi rất mệt quá nằm luôn rồi. Cái chuông nhìn nó ngon ghê không, chanh ớt bầu bí. Anh có mua ớt này chưa? Ít cải bè xanh đi. Rau muống. Rau muống với khỏi rau nhút luôn. Anh ăn rau muống không được thì mua rau nhút đi. Ừ. Rau nhút với cải xanh thôi. Hay là muốn mua rau muống rau nhút. Nhung. Ừ vậy mua đi vậy. Em ăn nhút. Ủa mà anh cũng thích nhút á. Có rau nhút. À một ít ra. Thôi đi vậy được rồi hả? Ba thứ thôi. Nhìn rau cải ngon ha. Con bí. Cái xà lách này ngon lắm. Ừ ăn không? Để vô ăn cũng được vậy. Bi nó cũng khoái á. Đây là một quán đi. Cải tươi ngon hết luôn. Mua có mua ít ít cải không? Cải này nè, về nhà chị nào ăn ăn nè. Ừ. Mua ít cải đi. Mua cái đúng rồi, cái này chưa được ngon rồi. Nãy giờ có lựa dưa leo đồ chưa cô? Quá trời rau cần. Ừ. Phương nó hỏi Phương gồng bán nhiêu ký vậy em? Bán 100 gram. À bán 100 gram luôn hả? À, coi. Không bán ký bán 100 gram luôn. Tại nó không có đủ ký. Phương này hỏi nhiều quá, cái gắt gắt quá. Giờ về cả nhà ơi, Phương đem ra xe một chuyến nữa. Chuyến này là chuyến thứ hai. Mua dấu hả? Qua mua dưa hấu luôn, bẹo lựa luôn. Phú này ăn hàng sợ luôn á. Bánh cái gà trời ơi, sách đùm đề luôn, giờ qua tới dưa hấu luôn. Trời nào ngon cô? À, mua này. Cô lựa đi. Cô lựa cho con hai trái to to đi. To to ngon ngon nha. Trời coi bún bún mà có biết không mà bún cái chọc chọc đó. Ký 30 ngàn. Ừ có 6.000 ký dòng Phú nó xuống đây nó ăn dưa không mà trừ cơm. Tại chợ anh nhiêu ký Phú? 10 mấy ngàn. Cô nó ba giờ bán nó 10.000 thôi cô. Ờ mà sao ở trên nó mắc. Đó anh kia kìa cũng còn xa lắm á, gắn sách lên. Cố lên, cố lên. Cố lên xui ơi. Mua khẩu trang cả nhà mà không biết có không.
kêu lớn lên Phúc. Hết trơn hả? Rồi mua khẩu trang, hết khẩu trang luôn. Cái này cái quách nè, nó để ương ương cho nó bự bự nặng nha, xui về cho xui đem mình chẳng trồng thử nè, lên được luôn hả nè, cái hột nó lên nè, cà mình lại gần nó thơm nè, quá trời cà trái nè cả nhà, rau răm nhưng bự như gì nguyên ê luôn à, để nguyên ê luôn hả, trời ơi lấy đá trời tôi. Trời ơi, trái quá trời. Cái kim nó chống lên đi trong. Cái gì nó cái cột cái gì dưới nó nó bị úng rồi nó. Đây phải kiếm. Để đi rồi con kiếm cây trống. Cây rồi chổ lên rồi cột mình trong biết ụ cái bụi bụi không rồi. Ơi. Quá không có thứ gì. Cây này của ai? Còn dây nè để chị, để mẹ bà nội cho kiếm. Dạ mẹ ơi. Nó để xuống. Có thu hoạch nữa rồi nè. Vừa trồng xuống là có thu hoạch được rồi. Thu hoạch chiều hôm qua rồi. Ừ. Trái của ai? Trái của mẹ đó, mẹ trồng đó. Đây làm có ba bông khô trong là trồng dưới nha, ăn nhổ củi lên ăn, ăn bên củi luôn nè, mau thu hoạch. Bữa qua bển cô Lệ có gửi cho chú Khương, gửi cho thằng Vinh Tâm hai con cá. Đó, hai con cá này gì? Chị kêu làm con bự là sao? Nó không lựa con nào bự nhất cân lên. Đâu đâu giờ ta giơ lên cân cân thứ rồi. Ờ con nó bự hơn á Phúc. Con bắt trước nè. Đúng không? Con bắt trước bự hơn á. Ừ. Ừ mình nấu một con đó đi. Với thịt. Thịt ta. Thịt đùi. Thịt đùi, cục thịt đùi có mỡ mỡ gì nè, ăn ngon. Vô quyết. Cái này nó được nửa ký không? Tưởng ông Phú mua là có 100 gram à. Ờ bữa đó 100 hay là 200? 20 ngàn. Ủa bữa mua 20 ngàn hả? Nấm ở đây thì 1 ký người ta bán là 100 mấy. Là 100 gram là mười mấy ngàn. Phú đi mua có 20 ngàn à. Tại vì Phú tưởng như ở trên Phú là một ký chỉ có trên Đồng Nai ký có 40 ngàn hay gì á. Ý nó mua 20 ngàn là được nửa ký với cả nhà. Nhưng mà ở đây thì nó mắc lắm. Không phải như trên Phú. Bữa nay cũng kinh nghiệm mà mua được nửa ký rồi. Rau thơm. Ớt, củ riền. Nó bún nước lèo phải có củ riền. Hẹ, dưa leo. Bông súng, ở nhà còn cái bắp chuối nữa. Bắp chuối thì hàng tự bào chứ không có mua ở chợ. Đứa nào về tới nhà chị là cũng đâu dám đi. Nó vô khung á. Đứa nào ở đâu không biết nha, mà về tới nhà chị là vô khung á. Bái cho cô Kiều cũng có mấy đứa về ở bên này với em đi đó. Ăn sắc thịt này là đang xào. Xào nó nóng quá à. Xào xả. Cái xả nên xào cho nó thơm thì đổ nước cho đang nóng nước đẹp. Cho nó thơm thơm cho em đổ nước. Sao biết tính tô? Một tô, hai tô, ba tô, bốn tô, năm tô.
10 mét tô của cái phần con nữa. Ở nó có trứng không nè? Cái cha mà có trứng hả? Phải trứng không ạ? Nè, cái cha nè, cha này có trứng trứng. Cái cha này nó ăn trái cây không? Nhà cô Lệ chú Hương trồng trái cây thôi. Dồn. Con cá này bự lắm ạ. Chứ nó mình gửi thịt nhưng mà miếng bự bự cũng to to á, để lên nó ngon. Mắm nè, mắm bùa hóc cả nhà. Mình pha chút mắm bùa hóc với mắm cá linh. Cho nó ngon nó dễ ăn. Hàng pha mắm vậy là ai không biết ăn mắm bùa hóc cũng ăn được. Nó thơm như vậy nha. Để vô cái gỗ này nè, mình để vậy xíu nữa cho nó tan thịt, nó nóng lên nó tan hết thịt của con mắm á. Rồi mình lấy giờ hàng đồ bỏ này vô luôn đây luôn. Lượt hồi lại cái xác ra. Nghiền. Bột chiên giòn với bột năng. Mình quậy rồi nè, giờ mình quậy đặc đặc vậy đó. Này tôm bỏ vô. Cái này bún nước lèo có thêm món bánh giá cho nhà. Mình ăn với chả giò bánh giá. Này có quyết có bánh giá luôn nha. Quậy như nè. Nãy cho thêm ít đường, xíu đường với bột ngọt. Ba cái trứng. Dùng dạo mắm. Này con mắm nó tan thịt ra hết rồi. Thì mình dạo vậy nè, nó không bị xương. Xương nó nằm dính vô cái gỗ này á. Cái củ ghiền mình chỉ lấy nước thôi, chứ không có lấy cái xác của nó. Cá này chín hết rồi nè. Tô rồi con nè. Chút nó hàng ghĩa thịt. Nó dài lắm, thịt mình cá nó dài. Nước mèo thì mình chỉ cho ít đường với ít bột ngọt thôi. Chứ không có cho muối, nước mắm gì chứ. Tại có chất mặn sẵn rồi. Mình chín thì đã ăn cô. Giờ thằng gấp ra đang đĩa thịt. Xíu nữa là cho người cục để lên xô. Chứ mình dĩa trà nhỏ như ở ngoài tiệm rồi cái dĩa nó nhỏ. Mình đi mình ăn không có đã. Để người cục thì ăn đã. Cái này ít xương dĩa, dĩa dễ lắm. Rồi con nhận xương đi ngon thì quá ngon. Cho đúng đúng lẹp thì Vinh thành thật có bánh giá. Cô có từng ăn bún nước lèo mà có bánh giá chưa? Chưa. Nó ăn cho biết nha. Luôn. Mình để rồi nè, mình cho vô đây luôn. Đó.
để em biết nó bự bự vậy đó. Wow, cái nồi này giữ là phút, không giữ là mất á. Quá trời cả nhà ơi, cái nồi bún mèo này nguyên cái đầu luôn. Rồi xong. Ừ, con đâm nước, đâm nước ớt nữa đi. Vậy con ăn lẩu hả dạ? Ăn, con. Ăn tô. Dọn tô đi, người ăn tô, ăn tô. Bún nước lèo là phải ăn tô. Bào bắp chuối. Bây giờ thích ăn thao đi. Được rồi, giữ nha. Ăn thao rồi. Ừ, vậy đi. Cho nó lạ chút. Bữa nay là bún nước lèo thao. Mà có có gì à, bánh giá rồi có quýt nữa. Này giữ á. Bún này được, bún trái cây. Được rồi. Không sao đâu, tại vì mình ăn ít ít, mình chấm ít, mình ăn mà đâu có nhiều đâu, sợ cay. Để năm giá. Sắc rau à, mình ăn bún nước lèo cơm chơi thì anh Sơn có cho 4 con cá nha, hai cá tên tuổi với hai thằng ai nha. Thì bữa nay với hàng sẽ nấu nồi nước lèo. Nước lèo thì nó đầy đủ luôn nha. Giống gom nè. Đó, thịt ba gọi nè. Nó quyết nè. Rất là đầy đủ. Rồi muốn nước lèo này là tới luôn á Phúc. Đó, có quyết nữa nha. Xíu mình sẽ ăn với gao rồi mình bỏ cái gao vô. Hả? Dĩa lấy dĩa. Lấy cái dĩa cho ăn vớt quýt với vớt cá hả con? Hai dĩa bự mình. Đây. Trời ơi nó ngon. Rồi đang hết không? Trời ơi cái này ăn nè. Ừ. Không hết hả? Không hết thì bớt lại. Lấy cái tô bự nha bác. Đã luôn. Tô bự á, ăn tô bự cái gao mới ngon. Tô bự cũng tô bự. Tô bự nhưng mà bún hết to vậy. Bún hết mình ăn gao rồi. Để rau á. Bún hết rồi. Để rau nữa. Gao nhiều cũng ngon. Rồi tạm mời cả nhà nha. Tự múc hả? Múc đi. Bỏ đi. Tự chọn đi. Ai muốn ăn gì thì chọn ừ, đó. Ai bóc đi ha. Ừ. Em muốn ăn gì ăn. Đó. Trời ơi. Tô. Trời ơi để. Không vậy mới chịu. Ờ, ta để ngồi vô mày. Ngồi vô coi. Tô này của bè thằng. Bè xuống lấy thêm này của tô à. Để cúng cúng vậy nào mới chịu. Đẹp mới chịu à. Cái này ngon, cái này ăn được nước lèo tới luôn. Cái này là ngon lắm. Muỗng vô đâu? Muỗng nè. Muỗng bà đâu cần muỗng. Hấp luôn à. Đưa cho đưa đũa, xin đưa đũa. Đây, cái này cho bà nội nè. Ủa bà nội có rồi. Nè. Rồi. Muỗng luôn. Muỗng luôn. Đây, cho anh mượn cái giá. Này, ăn gì tự múc. Có bụng chết luôn á. Giờ 1 giờ. Bữa nay có bánh giá nè. Hả? Nay ăn được có bánh giá luôn nha. Trời ơi, có bún này chắc ngon tới chiều luôn. Cái này xong mình chỉ múc cho mì. Giờ quyết ra nè. Đi. Ừ, giấc đó. Bụng đâu nè. Để đầu chị đi. Ngon quá ngon rồi. Ừ. Rồi. Cái bánh này. Hai anh em đi. Mì đây, nó thèm chơi miếng không á. Khoái, khoái ăn bún nước lèo mà bữa đi ăn dở quá. Con để rau vô. Đũa, đũa, đưa đũa. Đũa uống mì. Cá ở bún ngon. Béo ngon. Dạ, béo chứ cái bò cái cá
cá thì cá hồ lâu năm. Mình ăn bún ở nhà mình nấu rồi mình đi nấu thấy lỏng lặng hiểu quá Hương ha. Nhìn tiền. Ừ. Hương nó định ăn bún nước leo mà thấy nó nhìn hột mà. Biết rồi, ăn lại đi Phương. Cái này của ai? Hả? Dương hả? Ừ, Bi kìa, Bi còn không? Bi có chưa? Đây nè, đây nè. Cái này là người ta kêu bánh giá đó Phương. Rồi đó ăn bún nước lèo hay có vụ này nè. Nếu như con cứ ăn miếng nha, là cưng cắn bánh giá vô nhà nè. Chứ đừng có để vô, để vô thì nhiều khi nó nở ra đó. Ngon lắm, béo béo. Mình ăn miếng, mình cắn miếng bánh giá vậy đó. Quá ngon cả nhà. Bún nước lèo ăn vậy đó. Đây, này gấp cho. Vô leo với gì? Sao Bình? Ngon. Mì ngon con? Ngon. Tô. Tô quá ngon. Quá ngon à. Bà nội cũng ngon luôn. Tô là phải quất một tô vậy đó. Ăn vậy mới đã. Giá. Ở này cá giò. Bỏ bỏ vô mì mà nữa. Ngon cá giò chứ. Ngon hơn. Cái này một miếng ba miếng bánh ngọc bơ. Ăn giò ngon. Quay nữa mà lại mình nấu mình vừa thịt ba lội vậy á. Sao nếu mà thịt bún lèo mà heo quay á là mình làm tao có lấy thịt vô, lấy thịt vô mình để thịt vô à. Ngon quá hả? Bánh nhồng cụm này bánh giá phú chiên. Hai cái đã rồi. Cá này nấu lẩu mắm là cũng ngon nè. Dài 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 dài. Mình ăn không? Bún riêu hay là bất cứ cái gì ăn rau không bao giờ ngon mà bún nước lèo. Bún lèo là mình ăn rau ngon nhất. Nó thấm vô á. Chỉ ăn cái lẩu mắm á, thì ăn rau nó cũng ngon hơn cái kia. Đậu thái rồi chứ ăn đâu đâu rau cũng không mà. Có mùi mắm nhưng nó thấm vô rau liền á, đúng không?
Út rồi, không có Út rồi, rồi không ăn táo rồi, ăn hai tô nó đã, có không? Giờ ăn lạc giặt nữa. Táo mỗi đứa mỗi một tô bún hết trơn rồi, rồi xong rồi ăn về ăn thêm nước tô gì? Có bánh mặn không? Có bánh mặn nữa, hết trái dưa hấu. Nếu mà không có bánh mặn đó rồi làm đứa này hai tô không á. Để gấp đôi miếng bún ở trong đó này cho mẹ con. Bắt quá. Bà nội đưa ra, luôn đi. Nướng lèo này á, Phú với ai thích nhiều nhất không? Đô ra á. Đô ra là đúng tâm của Đô ra, thích bún lèo lắm, mà thích ăn mắm bù hốc rồi lắm. Rồi vậy, con xin lo, bữa nào nó con xin lo cho Phúc ăn, chúc mừng. Lo là canh gì? Con xin lo là rau tập tàng á, nhưng mà nấu mình nêm bằng mắm, người Khmer nấu thường thường nêm bằng mắm bù hốc á. À như bữa hổm chị ăn có vô trong ông ngoại nấu à? Mình sáng ăn một hộp bún, rồi nãy ăn thêm gì? Tôi hỏi ba bánh bánh chuối, ăn thêm bánh chuối nữa. Bây giờ thêm ăn thêm gần hai tô bún nữa. Dưa, phải dưa. Dưa nữa. À, thêm vài trái sữa. Sớm em đi chợ em thấy có thấy bánh da lợn không? Có hả? Cái công là thích bánh da lợn. Nãy giờ anh ba đâu thèm. Ăn tô bún đã thèm chưa mày? Không, bữa em không kêu cô Hằng nấu ăn mà đi ăn không hành. Nó nói là định kêu nấu mà thấy tôi cái bị chở đi đâu không làm gì. Chở hả? Kêu bị chở đi ăn giữa ẹt luôn. Nước lạnh ngắt rồi phải không con? Buổi tối á. Nè, tại vì người ta nấu bán. Đâu có thịt đâu có gì đâu. Đâu có đâu nó cá ít xíu. Không ai chợ không ngon bằng mẹ con nấu đâu. Ngon quá. Ăn xong nằm hết rồi cả nhà ơi. Nãy ăn hàng ăn quên. Ôi trời quên mời cả nhà. Ăn luôn rồi. Bây giờ ăn xong giờ tới bữa nào cũng gặp Phương cũng nhắc hết trơn á. Ăn quên chào quên mời luôn rồi, chào quên chào. Không giờ chào. Chào cả nhà, chào. Ăn đừng có chào nhưng mà tới xong mà mới chào.